Quá trình làm, thấy quy trình làm như thế nào, máy mình sử dụng như nào? Đơn giản. Dạ. Mấy ngày một tháng kinh doanh ở tại của Thầy Phạm Vĩnh Long ở tại khách sạn Mường Thanh ở Nha Trang. Bà Liên Vlog đã được sử dụng cà phê miễn phí của bạn Tuấn. Tuấn sang đây nha, sang đây là Bà Liên đây, sang đây. Rồi, xin chào Bà Liên Vlog. Mọi người ơi, rất là men là đàn trai nhưng mà đánh không. Men rồi. Cà phê ngon cực kỳ, cho nên hôm nay mình Bà Liên Vlog muốn giới thiệu cho mọi người cái cách pha cà phê và cái sản phẩm cà phê của bạn là cà phê sạch các bạn ạ. Thì bây giờ mình thử cho mọi người xem nhá. Đây, chị em làm cappuccino đi. Đây. Đây. Hello. Cà phê đang rót vào đây. Cà phê đang rót ra, mọi người nhìn thấy chưa? Tắt cho cô cái, tắt cho bà ấy. Rồi. Đây, xong việc thứ hai là lấy cái này ném vào cả nhà nhá. Ném vào đây, ném này này. Ông cho vào cái máy này. Đâu có ai, không ai hỗ trợ cho bà. Đây, đây, đúng rồi, đây. Đúng rồi. Bà Liên kéo làm cạnh đây. Đó, kéo. Rồi, ok. Không cắt cắt đâu, không cắt cho bà. Cho bà xin không cắt đâu. Nào, bấm gì, bấm gì. Bà Liên chỉ ấn cái gì cũng được, ấn cái gì cũng được. Đấy. Ấn cái này. Liên ấn lại cái. Đây là ly cà phê tuyệt vời nhất giờ barista Bà Liên Vlog. Lấy vừa đủ lượng như thế này. Nếu mà mình lấy dư á, mình để ra đây giúp em. Rồi, sau đó mình để đây. Mình sẽ ném nó lại. Rồi, bắt đầu anh thử là. Anh là tên gì? Anh là Lam. Lam. Anh Lam, dạ. Dạ đúng rồi. Anh cứ gạt mạnh ta. Rồi, hay quá, vừa đủ luôn anh. Dạ, anh gạt nghe. Rồi, sau đó anh đặt ở chỗ này. Họa sĩ pha cà phê mọi người ạ. Rồi, sau khi mà mình nén xong á, mình sẽ có thao tác này. Đúng vô cặn đây. Nó sẽ chết một góc tầm khoảng 7 độ. 7 giờ. Sau đó mình sẽ gạt, nó có cái nhậm ở phía trong. Rồi, mình sẽ bấm nút. Anh chọn nước bên ngoài đây. Sau đó mình sẽ thưởng thức. Bây giờ anh có thể gạt ở bên đây cũng được. Một góc vết sang là phải đúng rồi, hay không? Rồi đây. Rồi. Mình thử ăn đây. Mình thấy nó như thế nào trong quá trình làm, thấy quy trình làm như thế nào, máy mình sử dụng như thế nào? Đơn giản. Dạ. Là hiện tại mình đang là anh là họa sĩ. Mình đang họa sĩ làm cà phê nha mọi người. Một họa sĩ rất tài năng và tài ba của team Lam Điện Biển 18 đúng không anh? Đúng rồi. Nếu có chót muốn làm dâu Lam Điện thì nhớ làm Biển 18 nhé Hiền. Anh có uống sữa không đường thì kia đâu? Kia trong nhà rồi. Không, chị đi ăn, để cho chị. Rồi, ok.